Mẹ nên ăn gì để sữa về nhiều sau khi sinh? Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Để đảm bảo chất lượng cũng như số lượng sữa trẻ cần, mẹ cần xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý. Một số loại thực phẩm mà mẹ cần lưu ý bổ sung sau khi sinh để có nhiều sữa cho bé như sau. Các loại rau màu xanh, rau ngót, rau lang, rau mồng tơi, bắp cải có chứa nhiều vitamin A, C, chất xơ và chất sắt. Đặc biệt, rau ngót có nhiều vitamin A, B, C, vừa giúp tăng sữa cho mẹ, lại vừa co hồi cổ tử cung, tăng kháng thể chống viêm nhiễm. Các loại hạt, đỗ đen, đậu Hà Lan, đỗ đũa, hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia, hạt cây gai dầu và hạt lanh đều có tác dụng giúp mẹ nhiều sữa. Trong đó, đậu tương, đậu xanh, các loại đậu khác và vừng lạc có lượng đạm cao, lại có lượng chất béo nhiều, giúp tăng năng lượng bữa ăn và giúp hấp thu tốt các nguồn vitamin tan trong dầu. Các loại gạo. Gạo lúa mạch cũng có nhiều vitamin, sắt và chất khoáng. Gạo lứt có 345 kcal năng lượng trên 100g là thực phẩm tốt nhiều vitamin từ B1, B2, B5, B6, canxi, sắt và một số loại gạo khác. Hoa quả và trái cây. Hoa quả giàu vitamin và khoáng chất là tiền đề thuận lợi để cơ thể sản sinh sữa. Cam, quýt, táo chuối, đu đủ xanh cũng giàu vitamin A, B, C tương đối đầy đủ giúp mẹ nhiều sữa. Cá và hải sản. Cá hồi, dòng biển, động vật có vỏ, cá mòi chứa nhiều DHA, omega 3 tốt cho trí não, thị lực, tim mạch và còn giúp mẹ lợi sữa, giảm stress. Các loại thịt. Thịt bò, thịt cừu, thịt lợn, thịt nội tạng, chẳng hạn như gan, nhiều đạm, vitamin B12 và các loại cá có nguồn omega 3 dồi dào nhất. Mẹ cũng nên ăn thêm một số loại thực phẩm khác như trứng, yến mạch, khoai tây, quinoa, kiều mạch, sô-cô-la đen. Nước. Uống đủ nước mỗi ngày là yêu cầu cần thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là các bà mẹ. Nước còn có khả năng làm mát sữa mẹ. Uống nước đủ cũng sẽ giúp bà mẹ đáp ứng yêu cầu gia tăng về sản xuất sữa. Tốt nhất là các mẹ nên uống nước trắng hoặc có thể là nước trái cây hoặc sữa.